Vâng, xin chào anh chị nha. Hôm nay là chủ nhật ngày 30 tháng 10 2022, là ngày nghỉ lễ cuối tuần. Chúc anh chị có một ngày nghỉ thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình mình nha. Và em cũng xin thông báo đến với anh chị ở miền Nam và miền Tây một tin rất là vui nha. Là tầng trung chính tại địa chỉ 793 quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ngay cầu vượt Bình Phước. Bên em sẽ hoạt động bán hàng khai trương vào ngày 1 tháng 11 2022 nha anh chị. Đây là một tin rất là vui đối với anh chị ở miền Tây và miền Nam, họ là cũng rất là vui đến với Toàn Trung Chính bên em nha. Và ngày 1 tháng 11 2022 thì anh Toàn bên em sẽ trực tiếp đứng ra hỗ trợ và gặp gỡ, trao đổi, mua bán với anh chị nha. Và em sẽ có những cái chương trình khuyến mãi giảm giá đặc biệt vào ngày khai trương nha anh chị. Mong được gặp gỡ và hỗ trợ anh chị vào ngày đó ạ. Ngày khai trương của bên em là ngày 1 tháng 1 2022 nha anh chị. Tiếp theo là em sẽ xin giới thiệu đến với con xe Hyundai Elantra 2019 gốc Gia Lai nha anh chị. Con này thì hiện tại bây giờ thì form mới bây giờ người ta cũng đã bỏ mẫu số sàn rồi. Nay hiện tại là Hyundai Elantra chỉ về 4 mẫu số tự động thôi nha anh chị. Hyundai Elantra bản tiêu chuẩn, Hyundai Elantra bản đủ, Hyundai Elantra bản 2.0 full, Hyundai Elantra 1.6 turbo nha anh chị. Đó là 4 phiên bản mới nhất và đã bỏ mẫu số sàn rồi nha. Thì coi như đây là 2019 form mới và cũng là form cuối cùng của phiên bản số sàn nha anh chị. Đó. Từ vô lăng nha, cứ con số còn rất là mới tinh luôn. Xe này xe đi gia đình thôi nha chị, của cô chú. Chỉ hoạt động trong phố tại Gia Lai thôi. Xe này đi 33.000 rồi. Đó. Từ ghế này, từ vô lăng, từ cần số còn rất là kỹ nha. Mấy bị mà bóng rồi bây giờ ấy đó cũng chưa mở đó nha anh chị. Bị bao ni lông này cũng chưa dấu tích tháo luôn, cũng chưa dấu tích mở luôn. Thì chủ cũng lên cho mình được mấy cái ốp bận nè, lót sàn da nè. Đó, từ tóc bi đồ còn mới tinh à. Không có dấu hiệu mòn gì hết nha anh chị. Đó. Xe này thì hiện tại anh em bán với giá là 495 triệu. Ba rút hồ sơ cho anh chị nhé. Khoang ghế sau này, khoang ghế sau này. Mới tinh này. Xe này gốc Gia Lai thành phố nha anh chị. Xe này thì cô chú đổi xe C5 bên em á, đi gầm cao với lại là số tự động đi cho nó khỏe khoắn á. Hiện tại cô chú thì đi số sàn trong phố thì đi hơi cực ạ. Đó. Lốp số cua còn chưa hạ luôn nha anh chị. Mới tin à. Gầm bể đồ còn rất là mới. Lớp nào đồ còn rất là mới nha anh chị. Lớp ring theo xe nè, nó rất là dày nè. Chủ lên cho mình phiên cách nhiệt quá, ít đồ chơi rồi nhé. Về mình chỉ biết sử dụng thôi. Đây là mẫu Hyundai Elantra số sàn form, cũng là form cuối cùng của mẫu số sàn nha anh chị. Nay người ta đã bỏ mẫu số sàn rồi. Đó, hàng bỏ mẫu số sàn rồi nha anh chị, giờ chỉ còn số tự động thôi. Máy móc rồi còn rất là mới nha, còn dấu chấm hãng thôi, mới tinh à. Đó, bên em thì bán thì đều có giấy cam kết cho anh chị nha, không đâm đụng, không ngập nước, không làm máy, keo chỉ có nguyên riêng nguyên bản hết nha anh chị. Tất cả xe bên em bán đều có giấy cam kết bảo hành hết cho mình. Xe này hiện tại em bảo hành cho anh chị 6 tháng với động cơ nha. Đó thì hiện tại là xe Everest này em cũng bán rồi. Everest thì hôm nay 10 giờ là em giao xe cho khách nè. Là Ranger 2016 này mai em giao xe cho khách và City này em cũng bán rồi nhé. Elantra 2017 này em hồi em bán đi về Sài Gòn, từ Sài Gòn đi về Gia Lai em cũng bán rồi nhé. Bán cho khách ở Gia Lai rồi. City này em cũng bán rồi nha tụi chị. City RS. Và hiện tại em còn một bản City RS nữa là gốc biển Gia Lai nè. Con này thì lên full đồ chơi rồi. Camera 360 độ đầy đủ, màn hình di tích đầy đủ luôn rồi nha anh chị. Xe này thì em đang bán 585 triệu á. Em còn muốn một chiếc này thôi. Anh chị quan tâm thì cứ liên hệ tới em nha, 0979325679 hoặc 0777262629 nhé.
đây là hai show bán hàng của bên em trực tiếp sẽ hỗ trợ quay video và gửi hình ảnh chi tiết cho mình hơn nha. City RS 2021 này là đi 10.000 cây rồi, em bán 585 triệu nha. Tiếp theo là con Honda City bản CVT. CVT 2018 điều đặc biệt của nó là đi mới có 18.000 cây thôi. Xe này hiện tại em bán là 480 nha. $480 triệu 2018 bản CVT. À, con Mazda, Mazda 3 này là 2019 nha anh chị. Con này gốc thành phố nè. Hôm nay em sẽ điều vô Sài Gòn luôn nha anh chị. Con này hiện tại em bán là 565 triệu á. Xe 2019 đầy đủ hết, ghế trình điện đầy đủ, cửa sổ chơi đầy đủ hết nha. Đi 40.000 cây rồi, em bán 565 triệu. Tiếp theo là con Hyundai Accent. Hyundai Accent số sàn. Con này bạn đủ nha anh chị, mà form mới rồi. Xe này tại đi mới có 25.000 cây thôi, em bán với giá là 455 triệu nha anh chị. 455 triệu. Hyundai Accent số sàn 2021. Bạn đủ. Đi 25.000 cây. À, hiện tại hôm nay thì em sẽ điều 3 xe vô Sài Gòn nha. Anh chị muốn em điều dòng xe vô thì anh chị alo giùm em nha. Em sẽ điều vô Sài Gòn để em bán khai trương luôn. Đó. Tiếp theo là Chery Cruze. Con này 2016 nha anh chị. Đó, con này họ chủ họ còn lên đèn bi đây nè. Lên hệ thống đèn bi rồi. Xe này 2016 đi 75.000 rồi. Nó vô lăng cũng còn mới nha. Chủ cũng lên cho mình cái màn hình rồi nha anh chị, màn hình camera hành trình, camera gear rồi. Nó xe này hiện tại thì em đang bán với giá là 325 triệu nha anh chị. Ghế da rồi, lót sàn 3D cũng đầy đủ hết rồi. Dòng này thì về mình chỉ biết sử dụng thôi. Đầm chắc. Dòng Cruze thì sẽ hao xăng hơn so với mấy dòng kia một chút thôi nha anh chị, chứ không hao xăng nhiều đâu ạ. Lên lipo đầy đủ hết. Tiếp theo là con Mazda 3. Mazda 3 đời 2004 nha anh chị. Con này Mazda 3 2004. Con này thì rất phù hợp cho anh chị tập lái nha. Con này số tự động. Em đang bán với giá là 175 triệu. Tiếp theo là con Isuzu D-Max số sàn 2 cầu nha. Con này thì bị lỗi capo với đèn đã thay rồi. Con này hiện tại em đang bán với giá là 480 triệu nha. Con này là số sàn 2 cầu ạ. Số sàn 2 cầu. Xe đi 145.000. Vô lăng còn nó là mới nha. Xe chỉnh điện đầy đủ hết. Con xe này bị lỗi nha anh chị, lỗi capo. À, con này thì 2016 số xe 2 cầu em đang bán với giá là 480 triệu nha anh chị. 480 triệu gốc Gia Lai. Mazda 3 2004 này em bán 175 triệu nha. Accent 2021 bạn đủ. Em bán là 455 triệu. Cruze 2016 em bán là 325 triệu nhé. Và con Hyundai Kona 2019 bản đặc biệt, chủ cũng lên mấy cái hệ thống đèn bi này anh chị. Đó, bi gầm nè, bi này. Đó. Con này 2019 nha. Con này 2019 bản đặc biệt. Bản đặc biệt là mình nhìn vô mâm nè, mâm phay. Ghế là ghế da nè. Gia rin nha, chỉnh điện đầy đủ hết. Nó sẽ hàng da cũng lên đồ chơi rồi nha anh chị. Camera hành trình này, lên camera hành trình rồi nè. Màn hình rồi nha anh chị, màn hình Android rồi. Nói chung xe này về mình chỉ sử dụng thôi nha. Xe này đi được 37.962 cây nha. Vô lăng còn rất là mới nè. Cruze Control còn số nè. Xe này hiện tại em bán là 605 triệu nha. 605 triệu Hyundai Kona 2019. 605 triệu Hyundai Kona 2019 bản đặc biệt nha anh chị. Lên full đồ chơi rồi, về sử dụng thôi nha anh chị. Tiếp theo là con Hyundai Tucson máy dầu 2019, con này gốc Gia Lai nha. Con này thì hiện tại em đang bán với giá là 970 triệu bốn chị 10 triệu là 870 triệu bốn chị 10 triệu là còn 860 triệu nha. Con này em bán 860 triệu nha chị. Tucson máy dầu gốc Gia Lai. Đó, xe cũng lên cho mình cũng có camera hành trình, màn hình rin theo xe rồi nha.
Da da hôm nay đủ rồi, lót sàn da rồi. Bắp bật bể bước hôm nay đủ hết rồi nha. 860 triệu Hyundai Tucson 2019 máy dầu. Xe này thì đi hơi nhiều nha, con này đi 68 ngàn rồi. Tiếp theo là Toyota Avanza. Con này cũng lên full đồ chơi rồi nha anh chị. Bể bước, ghế da rồi, đầy đủ hết rồi. Camera hành trình, camera cặp lề cũng có rồi. Phim cách nhiệt, con này hiện tại em đang bán với giá là 620 triệu, xe nhập Indo nha anh chị, 2022, đi 7.500 cây. Toyota Avanza 2022, 7.500 cây, em bán với giá là 620 nha anh chị, 620 triệu. Tiếp theo là Mitsubishi Outlander. Outlander này là con biển Bình Định nha anh chị. Con này thì em mới vừa mua về luôn. Điều đặc biệt là đời 2022 mà đi mới có 12.000 cây thôi nha. Xe rất là mới, 12.000 cây thôi anh chị. Cũng có lại số vô lăng rồi nè, vô lăng còn rất là mới nha. Con này hiện tại bán là 750 triệu nha anh chị. Đi 12.000 cây đời 2020, đi rất là ít. Có xe MD đầy đủ rồi. Hai không hai mươi khác với form 2022 thì nó khác nhau về cái mâm thôi nha anh chị. Mâm này, mâm nhìn nó cũng khác này. Mâm khác với lại là 2022 thì có thêm camera 360 độ. Con này thì góc công tâm 2022 8.000 cây, em bán với giá là 830 nha. Con này thì mới bán 830 2022. Con này 2020 thì em bán 750 triệu. Tiếp theo là con Ford Everest bản Titanium số tự động máy dầu nha anh chị. Con này thì đời 2020 đi 46.000 cây à, chủ cũng lên hệ thống liên bi rồi. Con này thì hiện tại anh em bán với giá là 1 tỷ 060 triệu. Em còn bản Sport 2021 gốc Gia Lai nữa nha. Đi 23.000 cây thôi, con nói thì em bán với giá là 1 tỷ 070 triệu nha anh chị. Tiếp theo là Ford Ranger. Ford Ranger vi chất số tự động 2 cầu. Con này nhập Thái Lan nha anh chị. Xe mới bây giờ chỉ là lắp ráp Việt Nam thôi. Con này thì đi 30.000 cây. Em bán với giá là 830 triệu nha. 830 triệu đời 2020. Vi chất số tự động 2 cầu nha anh chị. Xe này hiện tại em vẫn còn nha. Anh chị nào quan tâm đến sản phẩm này cứ liên hệ trực tiếp tới em nha. 0979325679 hoặc 0777262629 nha. Raptor này vẫn còn nha anh chị. Raptor 2021 cũng lên hệ thống liên bi rồi. Con này em bán 1 tỷ 290 nha. Em còn con màu xám ngoài Sài Gòn đi 18.000 cây nữa. Con đó em bán là cũng 1 tỷ 290 nha anh chị. Màu xám xi măng á. Tiếp theo là Mazda 3, Mazda BT50 bán tải. Xe này cũng lên full đồ chơi rồi nha. Xe này 2021 16.000 cây em bán 625 triệu, bớt chị 10 triệu còn 615 triệu nha. Xe đi 16.000 cây cũng lên màn hình Android rồi, camera hành trình, camera da rồi, ghế da rồi, lót sàn 3D rồi. Nắp thùng cũng đầy đủ hết rồi nha anh chị. Nắp thùng cũng đầy đủ hết rồi. Về mình chỉ việc sử dụng thôi. Hiện tại cửa hàng em vẫn còn hai con Xpander nha. Màu cam này là Mitsubishi Xpander Cross 2020. Xe này đi được 31.000, em bán với giá là 630 nha. Xe đi 31.000 rồi, 630. Xpander Cross 2020. Tiếp theo là Xpander. Xpander này là số sàn nha anh chị, số sàn màu nâu cũng lên cho mình hệ thống liên bi rồi nè, đầy đủ rồi. Con này hiện tại bán 525 triệu, xe đi được 54.000 rồi nha anh chị. Ghế da rồi, camera hành trình, lót sàn 3D, mấy cái ốp bật cũng đầy đủ hết rồi nha anh chị. Đầy đủ rồi. Tiếp theo là con Kia K3.
Kia K3 này 2014 nha. Xe này thì hiện tại anh em bán với giá là 435 triệu, 40 triệu, 425 triệu nha anh chị. Kia K3 2014, nó có cửa sổ chơi đầy đủ rồi. Cửa sổ chơi, màn hình Android, camera hành trình, da, ghế da, nó sang 3D hôm nay đủ rồi nha. Hôm nay thì về việc sử dụng thôi nha anh chị. Hiện tại bên em cũng đang cần mua rất nhiều dòng xe nha. Anh chị có xe nào bán hãy liên hệ trực tiếp tới số bên em nha, 0922325679 nha. Đó là số bên em mua bán xe ạ. Còn anh chị muốn mua xe thì liên hệ trực tiếp tới bên em là 0979325679 hoặc 0777262629 nha. Và ngày 1 tháng 11 2022 này thì bên em bắt đầu khai trương bán hàng tại toàn trung chính nha anh chị. Mong được gặp gỡ và trao đổi với anh chị nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.